Cho nên đó, cái người này đó là hai vợ chồng mà sống có đứa con, cái ông chồng ổng chết. Chết sớm bà vợ mới sợ tái giá đi có chồng ghẻ thì ăn hiếp con mình, ở vậy nuôi con. Mà nuôi lớn lên rồi tới đứa con nó học giỏi lắm quý vị. Học tới 17 tuổi rồi nó chuẩn bị, 17, 18 tuổi chuẩn bị thi đại học. Mà nó giỏi đến nỗi phải qua nước ngoài, là xuất ngoại ra nước ngoài học. Cây nó bệnh, nó bệnh cái con mắt nó bị đuôi đi. Nhưng mà bác sĩ nó cứu con mắt này là chỉ có con mắt của người mẹ, người thân, nó mới đồng huyết nhục, đồng máu thịt tình thâm mới cứu con mắt được thôi. Bà mẹ bà hy sinh, âm thầm múc con mắt của mình, thế con mắt cho đứa con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Kính thưa quý chú bác và anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến, hôm nay tức là ngày mùng 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn, cũng là ngày chánh lễ kỷ niệm cho người thân đệ bảo trong gia đình tất cả cô bác anh chị em đồng đạo chúng ta. Trong cái không khí của xuân năm Giáp Thìn mà quý vị đã nhín được cái thì giờ để trở về đây, chúng ta làm cái phận sự cho người sống còn đối với người quá giảng, theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy, Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Cái người sống thì Đức Thầy chúng ta đem giáo pháp để cho giác ngộ tu hành, đắc thành đạo quả, thoát khổ được vui. Còn cái người chết cũng nhờ cái phương pháp cầu nguyện. Thì đây là gia đình của đệ đảo đang cái thực hiện chương trình. Và đặc biệt hơn nữa đó là trong cái thời gian chưa tới giờ mà cầu nguyện dân chay phẩm, thì lại tổ chức để chúng ta trao đổi đôi nét về Phật Pháp và giáo lý của Đức Thầy tôn kính đã chỉ dạy, để làm một cái món quà tinh thần, món quà khinh thanh công đức để cho người quá giảng được hưởng và những người sống còn chúng ta được hiểu biết cái chân lý, để chúng ta cùng nhau tu tập đến cái chỗ giải khổ được vui và hoàn toàn giải thoát. Kính thưa quý vị, như vậy thì đối với một người đi rừng đó thì phải có la bàn, đi biển cũng vậy thì mới đi đến nơi đến chốn, còn người tu cũng vậy. Kinh kệ vốn là chìa khóa ngục, chúng sanh là kẻ nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu như chìa khóa khó mà tù không ra quý vị. Cho nên chúng ta đang ở trong một cái tù ta bà khổ sở, cho nên chính vì vậy đó chúng ta cần phải có la bàn, tức là giáo pháp của Đức Thầy. Mà giáo pháp của Đức Thầy thì chúng ta cần phải hiểu, mà trước khi hiểu thì chúng ta phải học. Học xong rồi chúng ta hiểu, chúng ta hiểu rồi chúng ta mới đem áp dụng trong cái cuộc đời tu, tức là cuộc đời hành đạo của mình, thì chúng ta mới đắc thành đạo quả được. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu đạo. Đức Thầy cho biết đó là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời, chớ có mờ hồ tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Tức là chúng ta mà hiểu nghĩa rồi thì chúng ta làm cái việc gì nó cũng hoàn thành, nó hoàn mỹ, nó tốt đẹp hết trơn quý vị. Nhất là đặc biệt trên đường tu, chúng ta không thể nào mà hiểu một cách sai lầm, rồi hành đạo một cách sai lầm, dẫn đến một cách sai lầm, mà không phát khai trí tuệ, mà nó phát khai cái quạo không đó, rồi cái công đức nó không sanh, mà nhiều khi làm việc ác nó sanh ra cái tội lỗi, thì cả cuộc đời tu của mình đó đi sai đường, lầm đường, lạc lối, không đi tới đâu hết trơn quý vị, phải không? Cho nên Thầy dạy đừng thấy người ta thờ Phật rồi vội vã lập bàn thờ Phật mà không hiểu ông Phật thế nào. Tại sao ta phải thờ kính Đức Phật? Nếu tu như thế, thờ Phật như thế thì càng tu càng tỏ ra cho thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu. Đó cũng là cái đích cho người vô đạo nhắm đó mà bài bác nhạo chê hay quỷ bán, thì rất uổng cái công trình thành kính lễ bái của ta vậy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta cần phải hiểu, và làm việc gì chúng ta cũng cần phải hiểu, thì nó sẽ đi đến một cái kết quả tội nguyện, tội ý mình như mình mong muốn. Kính thưa quý vị, vậy thì hôm nay đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì hôm nay đó đáng lẽ ra thì chú Hai Phước rồi huynh Năm Tiếp thì gặp gỡ quý vị, thì Bảy Siêu cũng nhận thấy có huynh Sáu Hồng và một số anh em, nhưng mà mình nghĩ để cho anh Sáu Hồng nói chuyện với anh em, mà nói thôi đặt để hết trơn rồi, sắp xếp Sáu Hồng tới trễ, nhân viên hơi thiếu, thôi chờ khi sau quý vị phong cảm nha. Tại vì cái cách nói chuyện Bảy Siêu thì quý vị cũng biết rồi, bệnh lâu ngày lâu năm quá cho nên cái sự học thì nó không có, cho nên cái cách trao đổi thì nó không có lưu lót, nó không có bằng anh em, cho nên khi mình gặp anh em mình mừng lắm.
có cái cơ hội để mình học hỏi. Nhưng mà cái nhân duyên không biết sao ha, mong quý vị quan hỷ. Kính thưa quý vị, cái con người sống ở trần gian nè, có một cái việc cần thiết nhất mà chúng ta phải làm, vậy mà bỏ quên quý vị. Tiền mình đi kiếm được, danh dự mình đi kiếm được, nhà cửa mình đi kiếm được, tất cả các thứ trên thế gian không cần thiết quá mà mình vẫn đi tìm đi kiếm. Nhưng mà có một cái cần thiết nhất, hữu dụng nhất, thiết thực nhất mà để cho mình, tạo cái phước cho mình, tạo cái phước cho gia đình mình, dầu là đời hay đạo, cái này rất quý báu mà mình quên, đó là cái gì quý vị biết không? Đó là cái hiếu, phải không? Tại vì sao? Vì chúng ta có mặt trên cõi đời này, cái thân này không phải tự nhiên mà có, phải không? Cái thân này là do cha mẹ sanh thành dưỡng dục, tinh cha quyết mẹ, sanh đẻ nuôi nấng, tạo dựng sự nghiệp, lớn lên dựng vợ gả chồng, tài sản để cho con, là cái gì cũng của cha mẹ tặng cho mình hết trơn, phải không? Cho nên chính vì vậy đó mà sống trong cuộc đời này, bây giờ mình không nuôi cha mẹ, mình không lo cho cha mẹ, không tu để cứu vớt cha mẹ, thì cái lỗi này thật là lớn. Tôi nói cái người mà bỏ cha bỏ mẹ đi cầu danh, cầu lợi, cầu tiền, cầu của, có đặt bàn cầu khẩn, cầu hoài nó không có là tại sao? Tại mình bất hiếu. Bất hiếu cái gì? Mình cầu hoài đâu có, phải không? Hoàng thiên bất phụ hiếu tâm nhân, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Trời đất không phụ người con hiếu thảo, mà trời đất không có phụ người con tốt lòng. Cho nên bây giờ mình muốn thành đạt trên cuộc sống, làm cái gì được cái nấy, cầu cái gì được cái nấy, thì mình phải hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu chí ư thiên tất phong vũ thuận thời, hiếu chí ư địa tất vạn vật quá thạnh, mà hiếu chí ư nhân chắc trung phước lai trăng. Nghĩa là hiếu đến trời thì mưa thuận gió hòa, hiếu đến đất thì vạn vật quá xanh, mà hiếu đến người thì muôn phước báo đều đến. Đó quý vị thấy không? Cho nên ở trên đời này mà quý vị đó bỏ cha bỏ mẹ thì chúng ta đừng mong đi cầu gì hết trơn. Dầu có tiền có của có bạc muôn bạc vạn rồi, chết rồi quý vị vẫn chui vào địa ngục như thường quý vị à. Phải không? Mẹ cha là kẻ trọng ân dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, giường linh đơm quải mới là có chi cúng nấy, vậy mà dân ôi ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Vậy thì bây giờ nó không phân biệt đời hay là đạo, mà đời cũng phải tạo hiếu với cha mẹ, mà đạo lại càng tạo hiếu với cha mẹ hơn nữa, phải không? Cho nên đó, mẹ cha đó là hai đấng sanh thành là Phật tại thế đó quý vị à. Mà ngược lại bây giờ quý vị nhìn coi, 11 giờ trưa đó thì trường học đầy dãy cha mẹ đón con, nhưng mà lợi nhà dưỡng lão bệnh viện đó không thấy một bóng con nào đón cha mẹ. Vậy có công bằng không quý vị? Có công bằng không? Phải không? Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp ngọt, như đường mía lao, cha như trăng sáng trời cao, đưa đường dẫn lối con vào bến mơ, đời con đẹp tựa bài thơ, là công ơn cha mẹ vô bờ vô biên. Phải không? Đi khắp nơi không ai bằng mẹ, mà gánh nặng thân gầy không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mà mây trời lồng lộng cũng không phủ kín tình cha. Kỹ sư người ta có thể cân đông đo đếm được nước biển được, nhưng mà cái tình mẹ thương con kỹ sư không kỹ sư nào đo được. Cái bầu trời này có thể là mây nó che hết cái bầu trời, nhưng không bao giờ che được cái tình thương của người cha đối với con. Phải không quý vị? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là lão con. Cho nên làm con người bây giờ đó, chúng ta có thân này, dù nghèo, dù giàu, dù sang, dù hèn gì, chúng ta cũng biết là quý trọng cha mẹ, yêu thương cha mẹ, nuôi nấng cha mẹ, đó là cái hiếu. Mà hiếu là gì? Hiếu tức là lo lắng và chăm sóc cho cha mẹ đó quý vị. Bây giờ mình nhìn kỹ lại coi, trong kinh Phật cũng dạy là thiên kinh giảng điển hiếu nghĩa di tiên, muôn dạng quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Phải không? Muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, tức là trong ngàn việc lành phương pháp tu tập của chúng sanh không có cái hạnh nào mà lớn bằng cái hạnh hiếu hết trơn. Thiên địa tứ thời xuân tại thủ, mà nhân sanh bách hạnh hiếu di tiên. Trời đất có bốn mùa, mùa xuân lúc nào cũng đứng đầu, mà người có trăm hạnh, hạnh hiếu là đứng trước. Mà hôm nay đó cái người sống ở trên đời, mình muốn giàu sang phú quý, mình muốn cho được mọi người kính trọng, mình muốn tất cả các phước đều đến với mình, mà bất hiếu với cha mẹ, không chăm sóc cha mẹ, không lo cho cha mẹ, cái điều này mình mong ước diễn vong lắm quý vị à. Dầu có mong có cầu nó không có tới. Tại sao vậy? Vì có nhân sẽ có quả, không nhân xong bao giờ có quả. Phải không? Nếu trồng dưa ta được dưa, trồng đậu được đậu, mà nếu hiếu thảo cha mẹ thì sau này con cháu nó hiếu thảo với mình, hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, con cháu nó sẽ chăm sóc với mình và tất cả các phước nó đều đến với mình. Phải không quý vị? Đó. Cho nên đó là tất cả chúng ta giàu đời hay đạo, chúng ta phải nhớ là cái chỗ này. Mẹ cha mình giàu có nghèo, nhưng mình đã có duyên với mẹ cha mình. Dầu có nghèo cách mấy đi nữa cũng là cha là mẹ. Không vì chỗ cha mẹ nghèo không lo cho mình,
được như người khác mà mình oán hận, mình buồn tủi, không yêu thương, không chăm sóc, đó là cái lỗi lớn. Phải không quý vị? Tại vì sao? Vì cái nghèo ở đây là cái tốt nghiệp của đời trước. Cha mẹ mình thiếu phước bây giờ nghèo, mà mình là cái người có duyên với cha mẹ mình cũng thiếu phước, tốt nghiệp mình sanh vào cái chỗ nghèo. Thì từ cái chỗ nghèo này mình mới thấu triệt, mình biết được chân quả. Cái đời trước mình tạo cái nhân quá xấu, bây giờ cùng cha với mẹ khuyên lơn với nhau, phát tâm tu làm việc thiện việc lành thì các phước đều đến, chứ không gì đó mà mình oán hận mà mình giận cha mẹ quý vị. Có người giận cha mẹ, phải không? Cho nên giận cha mẹ rồi mình không nuôi cha mẹ, không chăm sóc cha mẹ là cái điều lớn nhất. Mà quý vị biết không, cái công mà sanh thành dưỡng dục ra đó, trong sách thánh gọi là chín chữ cù lao, nó cực khổ lắm. Phụ hà hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân mà hạo thiên hỏng cực, giống cực. Tức là thương thai cha sanh ra ta, mẹ nuôi dấn ta, thương thai công cha mẹ khó nhọc mà muốn báo đáp ơn sâu, trời cao chẳng cùng. Bây giờ mình muốn đáp ơn cha mẹ đấy là trời cao không bao cùng được. Bây giờ mình làm cái việc gì cũng không thể nào mà đáp ơn cha mẹ một cách trọn vẹn được quý vị à, phải không? Mà bổn phận mình đó là phải báo đáp. Mà thầy nói là vẹn 10 ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống cho nên phụ bạc. Tức là mình làm 10 cái ơn mà đối với cha mẹ đi, lúc cha mẹ còn sống đó, thì mới đúng là cái đạo làm con. Hay là ở ăn cho vẹn 10 ơn, cảnh tình hiền đức gặp cơn khải hoàn. Thôi bây giờ nói 10 ơn chút xíu đi ha, thì giờ ngắn nhưng mà nói chút mới được. Cái ơn thứ nhất là gì? Là thập ngoặt hoài thai, tức là 10 tháng cu mang. Mà quý vị 10 tháng cu mang đó, người mẹ mà mang thai rồi đó, đi đứng khó khăn, giữ gìn, ăn uống đồ cũng phải kiên cử đủ thứ. Cái thứ hai là lâm sản thọ khổ, sanh đẻ ra mà chịu khổ. Phải không? Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Bà vợ là đau bụng nghe chết lên chết xuống, mà ông chồng ông đâu có tiếp gì được. Phải không? Cái thứ ba là sanh tử vong u. Mà khi sanh ra được đứa con rồi mừng lắm. Liếc ngang mà nhìn thấy đứa con mà nó không tật nguyền rồi, dầu mẹ có đau đớn thế nào cũng quên buồn hết trơn quý vị. Thứ tư là yến thổ nhổ cam, tức là uống đắng nhổ ngọt. Cái đứa con nít quý vị biết nó đâu có khi nào mà nó bệnh, nó đâu có uống thuốc đắng được. Bà mẹ phải uống những cái thuốc đắng đó, tạo thành những cái giọt sữa thuốc để cho đứa con mình nó uống. Phải không? Nó bú vào đó nó mới hết bệnh, gọi là yến thổ nhổ cam. Cái thứ năm gọi là hồi can tụ thấp, nằm chỗ ướt mà nhường chỗ khô. Nói bây giờ thì không có chỗ ướt quý vị, tại vì cái thời bây giờ nó văn minh, con người nó được sung sướng rồi, cho nên giường niệm nó đầy đủ. Chứ hồi xưa cái nhà nghèo đó mà mưa lòng gió lọt đó, tháng chạp gặp tiết đông thiên mà trời lạnh đó ha, mà con nít mà nó phóng quế hoặc là nó tè một cái rồi nó ướt, nó không có nằm quý vị, nó không chịu nằm. Bà mẹ phải nằm ngay cái chỗ ướt đó mà nhường cái chỗ khô. Mà cái chỗ ướt là gì? Là cái chỗ con mình nó phóng quế rất là dơ dáy, mà cha mẹ chấp nhận, cha mẹ phải hy sinh làm sao cho đứa con mình nó ngủ được thôi. Cái tình thương của cha mẹ là vậy đó. Cái thứ sáu là nhũ bộ dưỡng dục, dù nghèo thế nào cũng phải bỏ người mẹ ở nhà chăm sóc cha, đi làm thuê làm mướn để nuôi cho đứa con nó được vẹn tròn. Thứ bảy là tẩy trạc bất tịnh, khi mà ăn cơm rồi con nó phóng quế dơ dáy, cha mẹ đâu có buồn, đâu có giận, đâu có đánh, đâu có chửi đập nó đâu, mà phải bồng con đi chỗ khác rồi rửa giấy sạch sẽ mới ăn, mà không chừng cha mẹ còn vui vẻ nữa. Quý vị thấy không, cái tình thương cha mẹ đối với mình vậy đó. Cái thứ tám nữa là diễn hành ức niệm, tức là cái người con mà đi xa rồi, bây giờ đó tới ngày Tết mà không trở về đó, cha mẹ ăn Tết không có vui, nó lạ đời vậy đó. Nếu ai bây giờ mà có làm cha làm mẹ biết rồi, con mình đó mà nó đi đâu, nó đi mần cái gì không biết, mà bình thường thì thôi, lâu lâu nó điện thì mừng lắm, mà có con cái nó Tết mà nó không về đó là cha mẹ năm đó ăn Tết không vui. Cái thứ chín tức là vì tạo ác nghiệp, vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau, khi bỏ xác hồn vào địa ngục chịu muôn điều câu thúc phạt răng, nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con mà phải trầm than sáu đường. Tôi nói cái người cha đó giàu có thương con, mẹ có thương con cỡ nào đi chăng, chưa bao giờ làm cái việc xấu trộm cắp hay là nói dối nói láo, mà vì hoàn cảnh khổ sở muốn lo cho con mình được một cái gì mà nhu cầu cần thiết của con là cha mẹ làm, phạm tội cỡ nào cha mẹ cũng chịu. Ở đây tôi kể câu chuyện quý vị nghe. Trước thập niên 80 đó, lúc đó tôi còn công tác ở bên Đồng Tháp đó, tôi học đậu phá thủ khoa thì tôi được làm là kế toán ở bên Đồng Tháp đó. Thì lúc đó tôi đi chơi, cái thời đó đó quý vị, tối đi chơi đó mà người ta hồi đó người ta đi xe đạp ôm không, mà nó chưa có xe đạp ôm như bây giờ, nó còn khổ lắm. Cái anh này anh có một đứa con, mà đứa con quý vị biết không, nó 6 tuổi rồi mà nó học được cái lớp 2 rồi. Mà bây giờ nhà trường ta nói đó là nhỏ như vậy nhưng mà phải mặc cái đồng phục, tức là cái áo trắng với cái quần xanh mới được. Nó nói ba ơi, cô con kêu mua cái áo trắng với quần xanh đồng phục, mà quý vị nghĩ coi, con mổ mà ba con bư, ông chồng thì sẽ chạy xe đạp ôm, mà đạp ôm thì đâu có đắt, đâu có tiền nhiều, chạy bằng ngày, chạy luôn tới bằng đêm 10 giờ mà không có tiền mua bộ đồ cho con.
Cái gần tới ngày tụ trường rồi, cái con nó nói ba ơi, nếu mà năm nay không có bộ đồ đó chắc là cô con đuổi con, không cho con học. Ông cho ông đau lòng quá, ông chạy xe riết rồi không có đủ tiền mua. Sau bữa đó ông đậu trước cửa bệnh viện, ông mới nhìn nhìn. Thì quý vị biết bác sĩ đó, người ta ở trọ đó, người ta ở trong bệnh viện khu nội trú đó, cái người ta phơi đồ cho con người ta, cái ông nhìn vô ông thấy bắt đầu khởi cái lòng lên. Bây giờ làm sao phải lòn vô lấy được cái bộ đồ đó cho con mình mới được. Mà cái anh này hồi nào giờ có từng trộm cắp đâu. Lòn vô quý vị, leo tường vô, mà cái tường quý vị biết ở trên người ta đóng cái hàng rào sắt mà nó chỉa ra đó, leo vô nó cũng trầy bụng trầy gì trơn, mà vô lấy được cái bộ đồ gói vô trong mình, chưa kịp chạy ra chủ nhà phát hiện được, quánh gần chết, quánh cho đã rồi đem tới công an luôn đó. Công an hỏi tại sao mà đi trộm cắp làm vậy, ổng mới kể sự thật ra như vậy. Quá chừng đau lòng quý vị. Rồi cái người bác sĩ đó, người ta cho bộ đồ đó, người ta tặng luôn, người ta còn xin lỗi nữa đó. Rồi công an ta quan tâm tới gia đình đó, ta giúp đỡ. Thì qua cái câu chuyện trên chúng ta thấy rằng cái tình thương của cha mẹ đó là không có cái bờ bến nào cái tấm lòng của cha mẹ đối với con. Cái người cha này chưa bao giờ tham, chưa bao giờ biết nói dối, chưa bao giờ biết ăn trộm, mà vì thương con quá, sợ con mình không có đồ, nó không có học, nó nghỉ học, nó buồn, nó khổ, mà người cha phải chấp nhận leo rào hy sinh để lấy và bị đánh đập như vậy. Quý vị nghĩ trên đời này có ai có cái tình thương gì không? Phải không? Cái tình thương của cha mẹ là vô bờ vô bến. Cái tình thương của cha mẹ đối với con là cho đi không bao giờ lấy lại. Bây giờ quý vị nghĩ coi, con của mình mà nó lợi, nó nói má à, cho con mượn chỉ vàng, không bao giờ cha mẹ đòi con. Mà thấy nó có tiền nó không trả chứ không bao giờ dám đòi. Mà thấy nó nghèo là cho thêm chứ không bao giờ. Mà cha mẹ mà mượn con rồi nó kêu cháu nội cháu ngoại lại đòi, chịu không nổi luôn. Thấy không quý vị, thấy không? Cha mẹ nuôi mình như vậy đó, ơn thứ 10 tình thương cao cả của mẹ cha thiệt quá sâu dày. Trên đời có 102, so cùng biển rộng sánh tài non cao, phận làm con sớm mau đền trả. Vừa dưỡng nuôi vừa khá tu thân, sống toan cung phụng ân cần, thác thời cầu đặng giảng sanh liên đài. Tôi kể câu chuyện nữa cho quý vị nghe. Cho nên đó, cái người này đó là hai vợ chồng mà sống có đứa con, cái ông chồng ổng chết. Chết sớm bà vợ mới sợ tái giá đi, có chồng ghẻ thì ăn hiếp con mình, ở vậy nuôi con. Mà nuôi lớn lên rồi tới đứa con nó học giỏi lắm quý vị. Học tới 17 tuổi rồi nó chuẩn bị, 17, 18 tuổi chuẩn bị thi đại học. Mà nó giỏi đến nỗi phải qua nước ngoài, là xuất ngoại ra nước ngoài học. Cây nó bệnh, nó bệnh cái con mắt nó bị đuôi đi. Nhưng mà bác sĩ nó cứu con mắt này là chỉ có con mắt của người mẹ, người thân, nó mới đồng huyết nhục, đồng máu thịt tình thâm mới cứu con mắt được thôi. Bà mẹ bà hy sinh, âm thầm múc con mắt của mình, thế con mắt cho đứa con. Cái đứa con nó sáng con mắt, mà nó đâu có biết. Đưa nó ra xuất ngoại, ra tới ngoài Hàn Quốc phải nó học. Nó học xong rồi nó động kỹ sư bác sĩ gì ở ngoài không biết, nó cao dữ lắm. Cái nó ở ngoài nó không có nhớ tới cha mẹ nó nữa. Nó không nhớ tới cha mẹ nó nữa. Cái bắt đầu nó có vợ ở ngoài luôn. Mà có vợ ở ngoài luôn, bắt đầu nó sanh tới đứa con là 6 tuổi, 5 tuổi rồi đó. Không bao giờ điện về thăm mẹ, không bao giờ về thăm mẹ một lần nào. Bà mẹ bà nhớ quá, nhớ bà chịu không nổi quý vị. Nhớ ngày, nhớ đêm, mong trong mòn, trong mỏi cho con nó về. Mà không thấy nó về, bà quyết định bán 5 con ruộng mua vé máy bay. Quý vị thấy không? Đi qua Hàn Quốc. Có ai mà thương vậy không? Bán 5 con đất xong, mua vé máy bay, bay qua tới Hàn Quốc. Trình với chính quyền tìm được cái địa chỉ, lợi tới cái đứa cháu nội dương dâu ra mở cửa. Giờ mở cửa ra cái gặp mắt bà bị bệnh mà nó móc sâu quá, cái nó sợ, cái nhỏ nó la làng lên, cái dâu nó đuổi bà. Nó nói thôi bà đi đi chứ giờ con tôi sợ bà quá rồi. Bây giờ nói không, má là má chồng của con, bà là bà nội của con, bà nội má chồng gì không biết. Bây giờ con tôi nó sợ, thôi bà ra khỏi nhà tôi. Ai dè đâu tưởng sao, thằng con trai nó ra cái nó gặp nó vậy, cái nó nói thôi má đi về đi chứ giờ con của con, vợ của con nó sợ má quá rồi, má làm gì được. Bà già rung hai chân sụm tại chỗ, hai hàng nước mắt rơi, nuốt lệ vào không nổi, quay đầu lủi thủi đi về, mua vé máy bay đi về, buồn tủi trong cái sự oán hận, tức giận, tại sao con mình nó đối xử vậy. 3 tháng sau bà chết. Cái gì chết rồi, cái ông cậu ổng mới điện tính qua, cái đứa con nó hay nó mới bay máy bay về. Nó bay máy bay về thì ổng mới kể lại cho nó nghe, nó mới nói rằng tại vì má nó bị hư con mắt mà con vợ sợ, nó vô tình nó nói một câu vậy làm cho má nó đau khổ, nó không biết sao. Cái cậu nó mới nhắc con mắt đó là mẹ con múc để cứu con mắt của con, cho con trở thành cái người đẹp, cái người sang, hoàn thành công danh sự nghiệp, mà tại sao con đối xử với cha mẹ vậy. Nó nhớ tới cái chỗ này nó hết hồn, nó biết rồi.
nó nằm nó dập đầu mà đập đầu tại mã tại đồ cầu khẩn, còn ít nghĩa gì nữa không, còn ít lợi gì nữa không cô bác? Đâu có ý nghĩa gì nữa. Lúc cha mẹ còn sống thì không lo cung phụng, không lo nuôi nấng, không lo phụng dưỡng, mà cha mẹ chết rồi, đập đầu tiếc thương rồi, tất cả đều muộn hết trơn. Bây giờ muốn trả hiếu cho mẹ trả được không? Mộc dục tịnh nhi phong bất đình, mà tử dục dưỡng nhi phong bất đại, bất tại. Tức là hỡi ơi, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ còn đâu nữa quý vị. Bây giờ quý vị may mắn nè, cha mẹ mình còn sống nè. Mình phải xem như cây kiểng mà lâu năm chừng nào nó càng quý chừng nấy quý vị ơi. Phải không? Cho thầy dạy mình nè, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Bây giờ ở nhà đó mình lo cho cha mẹ, cha mẹ muốn ăn cái gì mình lo cho cái nấy, cha mẹ muốn mặc cái gì mình mặc cái nấy, phải đắp lạnh, phải quạt nồng, phải siêng năng, phải chăm sóc. Mình ấp ủ cái tình thương đối với cha mẹ để chi? Để vẹn mười ơn cha mẹ mình đối xử sao, mình đối xử với cha mẹ vậy. Rồi quý vị cứ lo đi, làm việc thiện việc lành, quý vị tu đi. Tôi nói đó, lo cho cha mẹ cái phước nó tới với mình hoài, không bao giờ quý vị bị nghèo bị đói, mà không bao giờ thế gian này mà ai dám xem thường mình hết trơn. Tại vì sao? Mình là cái người trọn hiếu mà, phải không? Cho nên chúng ta cố gắng lo cho cha mẹ phải từng ly từng tí, chúng ta phải bảo quản làm sao. Có người đó ta nuôi cha mẹ quý vị biết không, nuôi cha mẹ đó mà thiếu lòng cung kính thì lấy cái gì so với súc vật. Bây giờ mình nuôi con gà mình thảy lúa cho nó ăn cái rồi, nuôi con heo mình bưng ra khển cám cho nó ăn cái rồi, mà nuôi cha mẹ cái thảy ra tô cơm đó ăn sao ăn không biết, cha mẹ có cần canh, có cần mặn, có cần lạc gì không, mình đâu quan tâm tới. Vậy nó giống nuôi súc vật không quý vị? Nó cũng giống giống, phải không? Mà nói chỗ này nó hơi kẹt, mà nói để chi? Để tôi với quý vị biết với nhau, để mình sửa mình tu sao cho nó đúng cái đạo hiếu. Cho nên bác Ba Thiệu ở trong làng đạo mình ở Lấp Giò ai cũng biết hết trơn. Ông là bố thí bất nghịch ý mà, phải không? Nhưng mà nhờ cái phước đó con của ông giàu hết trơn. Cái mấy đứa con nó nói ba, sau này đó ba có 100 tuổi già đi làm đạo không nổi, ba về đi, mấy đứa con báo hiếu ba nuôi cho ba đầy đủ hết trơn. Ông hỏi nuôi đầy đủ là nuôi sao? Nói lo cho ba ăn mặc đủ thứ, nói thôi nuôi tao bằng nuôi con bò là tao chịu. Mấy đứa con nó chàng ơi, ba nói vậy sao được? Ba là cái người là tạo dựng thân thể con lo hết trơn, bây giờ tụi con phải nuôi ba làm sao mới được, chứ nuôi bằng bò sao nuôi được. Ông nói thôi để tao kể, bay nuôi bằng con bò tao chịu hả? Bây giờ bay mua bò về, sáng bay cho nó bó cỏ thì bay cho tao bó cơm, phải không? Trưa bay tắm cho con bò thì trưa bay tắm cho tao, chiều bay cho con bò bó cỏ thì chiều bay cho tao bữa cơm, tối bay dăng mùng cho con bò thì chiều bay dăng mùng cho tao, sáng vệ sinh cho con bò, vậy vệ sinh cho tao bằng con bò vậy là ngon rồi. Mà thấy ngon không quý vị? Sao mình nuôi cha mẹ nó không tới vậy nữa rồi sao? Phải không? Có nhiều khi đó mình lo đi đây đi đó, làm giàu làm có hoài, mà thầy chê, thầy nói ham công danh quên chữ sanh thành, mên phú quý quên câu dưỡng dục, giàu sang quá làm giám đốc công ty này, giám đốc công ty nọ, vậy mà Tết cũng không về thăm cha mẹ, để cha mẹ buồn buồn tủi tủi, âu âu sầu sầu. Vậy đó rồi tới chừng công danh sự nghiệp của mình nó sụp đổ, mà mình không biết. Nó tèn ơi, tôi đó giàu dữ lắm mà giờ sao tiêu tan? Tại vì sao? Vì bất hiếu với cha mẹ, tất cả các phước báo nó đều tan theo cái định luật hết trơn quý vị à, phải không? Cho nên quan trọng nhất là chúng ta làm sao phải hiểu được. Tôi nói nhỏ nhỏ nghe, nói nhỏ mà ở trên micro này mà nhỏ gì. Ở gần nhà tôi hồi đó đó, có bà này đó, bà chết mà chồng chết rồi để lại con thằng trai út hả? Mà ngặt đời đất ruộng thì mênh mông, mà ngộ đời có cái duyên nghịch sao đó, cái nó có vợ về, vợ chồng nó lo nó mần ăn không mà nó bỏ bà già đói lên đói xuống vậy đó, mần riết rồi thất bát. Cái nó nuôi gà ở sao có dãy dãy ở giường, cái gà nó chết hết trơn, nó lỗ mần đâu lỗ đó, bán đất riết rồi sao làm như bà già chê dơ hồi gì đem bỏ vào chuồng gà. Quý vị coi nghĩ ổng ngờ không chịu đời nói không, đem bà già ra bỏ vào chuồng gà. Tôi nói đấy ha, mỗi lần ăn cơm ở bên nhà bên đây tôi nhìn qua đó, tôi thấy đem cái tô cơm mà tôi cũng không thấy canh mà cũng không thấy nước nâu gì trơn á. Bà già bà cực khổ quá, bà xã tôi bà qua đó, hai vợ chồng qua đó, chí ở trên đầu bà, tôi nói nếu mà lấy cái lược chải rồi nó làm cái xà là nửa chén liền đó, ghê gớm vậy đó. Đó bà xã tôi bà bắt chí rồi bà ngồi bà khóc thương thấy thể lệ lắm. Rồi cái gia đình đó quý vị biết, càng mần càng khổ, càng mần càng khổ, rồi con cái sau này nó quậy nó chửi cha mắng mẹ thôi, phải không? Cho nên mình hiếu thảo với cha mẹ thì con cháu hiếu thảo với mình, mà mình bất hiếu cha mẹ thì cha mẹ con cháu nó bất hiếu với mình. Hiếu thuận quần sanh, hiếu thuận tử, mà ngỗ nghịch quần sanh ngỗ nghịch nhi, bất tính đảng kháng thiềm đầu thủy, mà điểm điểm chích chích bất xây di. Tức là mình hiếu cha mẹ thì con cháu hiếu với mình. Nếu không tin thì nhìn cái giọt nước ở trên mái nhà, giọt sau nó nối liền giọt trước, phải không? Mình bất hiếu cha mẹ mà mình muốn cha mẹ con cháu mình báo hiếu với mình, cái chuyện đó xa giờ diễn trong lắm. Cho nên đó,
đối với cái người sống trên thế gian, cái người nào muốn an lạc, muốn hạnh phúc, muốn được mọi người kính trọng, tức là chúng ta phải nuôi nấng cha mẹ, chăm sóc kỹ lưỡng. Rồi cái phước mình nó lớn lắm, nhưng mà chưa đủ đâu quý vị ơi. Cái phước đó chỉ là cái phước thế gian, cái phước nhỏ thôi. Nhưng mà cái phước ở thế gian làm sao chúng ta tu, chúng ta đắc đạo, chúng ta mới cứu được cha mẹ thoát cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh khổ đau của tam đồ ác đạo. Đây là mới trọn cái lĩnh vực của hiếu, phải không? Cho nên đó quý vị biết đó, bà Thanh Đề đó bất kính Tam Bảo, phỉ báng chư tăng cho ăn bánh bao thịt chó, mà tới chừng chết rồi sao? Phải đọa vào ngạ quỷ đầu đội chậu máu mà đích ngồi bàn trong. Mà khi ông Mục Kiền Liên mà ông tu mà đắc đạo rồi đó, là gọi là đại hiếu Mục Kiền Liên, ông nhìn thần thông dùng dầm hết trơn mà không thấy. Cho nên đó, Đức Phật cho mượn tích trượng cho biết là mẹ ở ở địa ngục mà nằm trong cái ngạ quỷ, tức là địa ngục vô giá. Thì ông xuống dưới dùng cái tích trượng đó mở cửa ra được, thấy mẹ đói khát về bạch với Phật, đem cơm đó cho mẹ mà lòng bỏng sẻn ích kỷ đó, thì cơm đó tới miệng thì quá lửa mà nước quá dầu sôi, bà Thanh Đề ăn đâu có được. Cho nên ông Mục Kiền Liên thương mẹ quá đi, mới trở về mới nói với Đức Phật làm sao con cứu được mẹ con. Thế Tôn phải chỉ, Đức Phật nói rằng lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếc gian đồn thấu đất cửu thiên, chính tầng trời cho nó, dầu là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo tứ dị thiên dương cộng ba cõi sáu phương tụ tập cũng không phương cứu được mẹ ngươi. Muốn cho cứu được mạng người phải nhờ thần lực của mười chư tăng. Bây giờ muốn cứu được mẹ ngươi thì cái ngày an cư các mà kiết hạ là cái ngày rằm tháng bảy, chư tăng đó hành đạo nội lực thâm hậu đó, mời lại chú nguyện cho bà Thanh Đề thì bà Thanh Đề mới về cõi trời. Thì chẳng qua là cứu cha cứu mẹ mà thoát khỏi địa ngục chỉ là cái phương pháp tu tập. Ngoài phương pháp tu tập thì không thể nào cứu được. Tại sao vậy? Vì cái phương pháp tu tập này là do cái công đức, cái sự tu của mình, cái sự phước báo của mình, cầu đến đâu thì đạt đến đó. Còn cái người ở thế gian làm ác mà cầu thiện được không quý vị? Phải không? Làm ác cầu thiện đâu được. Ăn chanh muốn ngọt ngào sao được, làm dữ mong hưởng phước có thai. Một cùng với một là hai, chồng chi hưởng đấy xưa nay không làm. Cho nên chúng ta làm thiện thì cầu cái gì thiện mới được, làm ác thì cầu không bao giờ cầu thiện được. Phải không? Cho nên cái người ở trên thế gian này, nếu chúng ta không biết cái hiếu sức thế gian, cái ngày làm đám dỗ này nè, mà bây giờ thử coi cắt cổ mổ bụng lột da coi ông bà cha mẹ người thân mình dưới coi đỏ cỡ nào. Phải không? Kinh Vị Tần Hữu Đức Phật nói nè, dầu cho cha mẹ ông bà trăm năm mãn số cũng là chẳng sai, lòng lành thì cúng cơm chay, chớ nên dối gạt những lời thú kia. Dối rằng nói cúng mà chia, mà đành phủ tội đổ về mẹ cha, mình ăn sướng miệng ông ca, vong hồn cha mẹ phải xa đọa đài, ấy là bất hiếu lắm thay. Đành để người khác đắng cay khổ sầu, chết rồi ăn có được đâu, hãy nên suy xét cho sâu mới là. Đừng theo tả đạo ngoại thà, sát sanh hại vật cúng mà tổ tiên, ấy là tạo sợi xích xiềng cột cầm cha mẹ dưới miền Diêm La. Hành hạ cay đắng thiết tha, xin người thương xót với cha mẹ cùng, nỡ nào bất nghĩa bất trung mà quan quan tương báo chẳng dung cho người. Cái người mà tới ngày đám dỗ cho người thân nhé, cắt cổ mổ bụng lột da chiên xào nấu nước, cha mẹ mình ở dưới đỏ sâu càng khổ, không có cái con đường mà lên khỏi để trở thành làm người, mà bản thân mình là cái người tạo tội lỗi, mang cái nghiệp đó chết rồi, mình cũng đi theo cái con đường đó đó quý vị. Nói tới đây tôi kể câu chuyện quý vị thấy. Cái thời Đức Phật đó, Đức Phật dẫn ông A Nan đó, tức là đi du quá ở địa ngục, cho ông A Nan chứng kiến cái cảnh ở địa ngục khổ đau, con người làm những nhân như vậy, nhân như vậy, quả như vậy, quả như vậy, để cho ông A Nan vừa thuật lại cho đệ tử của Phật nghe. Thì khi xuống tới địa ngục rồi, đi xuống dưới cái gặp một cái đoàn ngạ quỷ, mà quý biết ngạ quỷ đó đầu đậu chậu máu đít ngồi bàn trong do cái nghiệp nó nặng, cái cổ thì bằng cái kim, mà cái bụng như bụng trâu vậy đó, mà ăn uống những cái chất dơ dáy, quý vị biết ngạ quỷ nó ăn cái gì không? Đàm khạc máu me rồi mình khạc ra là những cái thứ đó đó, nó ăn thứ đó đó, cái nghiệp nó nặng vậy đó mà ăn đâu có được, mà nhướng lên cái đứt cổ là chết, nó vậy đó đó. Cho nên khi gặp cái đoàn ngạ quỷ đó, nó khóc mà đến nỗi mà hai con mắt nó ra máu hết trơn. Cái ông A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, sao ngạ quỷ mà nó khóc mà mắt nó chảy máu hết trơn vậy? Đức Phật nói lại hỏi nó thì biết, đâu phải Đức Phật không biết mà muốn chính miệng ông A Nan hỏi. Ông A Nan nói này, cái kiếp ngạ quỷ nó khổ đau vậy, thôi cố gắng cam chịu á, phát tâm làm lành để cho nó sức cút mà nó thoát cái kiếp ngạ quỷ, sao còn khóc? Nói ông không có biết đâu, tụi tôi ở trên này đó, vì thương con, vì thương cháu, tạo cái nghiệp bất lành, tạo cái nghiệp ích kỷ bỏng sẻn, bây giờ đã mất thân người, đọa vào ngạ quỷ hành hình khổ đau, vậy đó mà con cháu tôi ở trên thế gian đó, nó làm toàn là việc ác không à, tới nằm nó cúng cái nó đưa ngay cái tên tôi không à, bây giờ cái tội càng ngày nó chồng chồng chất lên, không còn một cái cơ hội nào để
đầu sanh làm người hết trơn, vĩnh viễn ở cái cõi ngạ quỷ này, thì thử hỏi làm sao mà không khóc, mà khóc riết nước mắt đâu còn nữa, nó ra tới máu luôn, nói có gì thấy không? Rồi đi tới hồi nữa cái gặp ngạ quỷ, nó vỗ tay nó cười, hồi ơi ông A Nan, nói ủa Bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy khổ thì con hiểu rồi, là con cháu làm ác mà giờ sao ngạ quỷ lại cười, nó lại hỏi người ta thì biết, cái hỏi ngạ quỷ, ngạ quỷ nói ông không có biết đâu, tôi đó là làm lỗi tạo nghiệp đọa vào ngạ quỷ, mà giờ con cháu tôi ở trên nó phát tâm nó tu rồi, nó cầu nguyện cho tôi làm đám dỗ đó, mời đồng đạo cầu nguyện cho tôi, chư tăng chú nguyện cho tôi, bây giờ cái phước đức tôi sắp sửa sanh về cõi trời, mà sanh về cõi trời phát tâm tu để về cõi Phật nữa, vậy mà thử hỏi không vui sao được, phải không quý vị? Thì qua cái câu chuyện trên chúng ta thấy rằng con người sống ở trần gian do cái tâm mê muội, cái tâm vô minh che đậy, không thấu triệt Phật pháp, không hiểu lời Phật dạy, mình nghĩ rằng mình làm là đúng, mình làm là đúng, nhưng cái hiếu ở đây gọi là gì? Là nghịch hiếu, làm cho cha mẹ khổ và mình phải mang cái tội. Thương cha thương mẹ mà cắt cổ mổ bụng lột da, cho tiền cha mẹ đi quýnh bài, cho tiền cha mẹ đi quýnh số, cái này có phải nghịch không quý vị? Mà mình phải hiếu thuận, hiếu thuận nó mới đúng cái đạo lý. Cúng chay niệm Phật, làm lành cầu nguyện. Cho nên có một lần đó, Đức Thầy còn đang ở tổ đình, thì ông Lê Phát Khinh đó ở trên chợ Giàm Phú An, ông mới xuống. Thì xuống tới anh em đang bàn luận về cái việc đạo đức. Có đồng đạo đây, cha mẹ ăn mặn thì cúng mặn, cha mẹ ăn chay cúng chay, chứ giờ cha mẹ ăn mặn mà cúng chay thì cha mẹ ăn không được. Cho nên bàn tới cái chỗ này nó chưa thống nhất, cái Đức Thầy bước ra. Bước ra cái nói vấn đề cúng mặn, thầy nói cúng ít tội ít, cúng nhiều tội nhiều. Đồng đạo giọt miệng nói không cúng được không thầy? Không cúng xa địa ngục. Thầy mới nói rằng nếu làm ác mà làm ác ít thì tội ít, mà làm ác nhiều thì tội nhiều, mà không cúng cha mẹ mất đi nguồn gốc thì cái người này xa tới địa ngục. Chính vì vậy thầy mới ứng khẩu đọc cái câu gì? Quải đơm cúng tế lệ xưa nay, xác vật trâu heo đứa bị bài, kẻ mất cho ăn si khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thai, cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay. Thấy không? Trong sạch nghĩa nhân, nó vừa trong sạch mà nó đầy đủ nhân nghĩa, vậy mới đáng, tức là như vậy mới xứng đáng, thì hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay, hồn linh của cha mẹ ông bà mình siêu thoát nhẹ cao bay. Tại vì Phật từ bi độ tử độ sanh, cha mẹ ông bà người thân của mình lúc sống chưa tu được, mà bây giờ nhờ con nhờ cháu cầu nguyện để chi? Để cho ông bà cha mẹ mình được siêu sanh về cõi Phật. Cho nên nó sống toan cung phụng ân cần, thác đời thời cầu đặng giảng sanh liên đài, hay là lúc cha mẹ quá giảng hãy ráng tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh thoát đọa trầm luân, hay là bây giờ chúng ta đã quy đầu Phật thì phải do sự thành tâm cầu nguyện và đem sức khấn vái của anh chị em trong đạo mà cầu nguyện cho vong linh người chết được siêu sanh nơi cõi thọ. Vậy thì cha mẹ mình chưa tu phải đọa, mình phải biết cái điều đó. Cũng vì con thương con mà tạo cái nghiệp bất lành, chúng ta ráng làm giùm cho cha mẹ. Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thăng nhẹ tách đường mây, trầm luân quan nghiệt càng gây thêm hoài. Vậy thì do cái chỗ trầm luân quan nghiệt là thương con, mà bây giờ mình độ cha mẹ, mình phải cứu cha mẹ mới được quý vị ơi, phải không? Cho nên á, cổ đức cho biết là thiên địa tứ thời xuân tại thủ là chỗ đó, nhân sanh bách hạnh hiếu di tiên. Tôi nói quý vị nghe đó, mình ở đây, cái hiếu ở đây là cái hiếu của mình, nó nhỏ nhỏ thôi, chứ cái thời Đức Phật mà nhắc lại thập nhị tứ hiếu, quý vị nghe quý vị làm theo không nổi đâu, phải không? Thầy nhắc nè, Mạnh Tông xưa cũng khóc măng đất khô nảy mục, rõ lòng hiếu nhi. Mạnh Tông đó là cái người đó là sống mồ côi cha mà sống với mẹ, mà nuôi mẹ rồi mẹ già rồi bệnh, mà quý vị biết thèm cái mục măng, mà mục măng là tiết đông thiên tháng chạp, măng ở đâu mà mọc. Mà mẹ nói Mạnh Tông ơi, mẹ mà không được ăn được mục măng mẹ thèm, mẹ chết, mẹ không có sống nổi đâu, có mục măng mẹ mới hết bệnh. Cho nên Mạnh Tông ra tới cái bụi tre rồi đó, đất nó khô hết trơn, măng sao mọc. Ông ôm cái gốc tre ông khóc, ông khóc mà động tới lòng trời, hoàng thiên bất phụ hiếu tâm nhân, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, trời nhỏ cái phước xuống cái mục măng nó mọc lên, ông mừng quá cắt mục măng về cho mẹ ăn hết bệnh. Đâu quý vị thấy chưa, người ta thương mẹ, người ta sợ mẹ, mục măng không có người ta buồn, người ta tủi, người ta khóc tới nước vậy đó. Nhưng mà mình có cái có ăn không có thôi, thậm chí có tiền trong túi mà không biết cha mẹ mình cần ăn cái gì, không biết cha mẹ mình cần mặc cái gì, không biết cha mẹ mình đắp lạnh quạt nồng lo cho được cái gì, mình cứ bỏ qua hoài. Mình ham công danh, ham sự nghiệp, mình chạy dông rủi. Tôi nói quý vị, hết cuộc đời này chết mà bất hiếu cha mẹ là đọa vào địa ngục, phải không? Đọa vào địa ngục đó. Cho nên chính vì vậy đó mà cái hạnh hiếu của con người đó đối với cha mẹ là chúng ta không thể thiếu được. Tại sao vậy? Vì cái người mà tu tiên thôi mà hiếu, thiếu hiếu cũng không được. Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, mà nhân đạo bất tu là tiên đạo diễn hỷ. Tức là muốn tu tiên đạo phải tu nhân đạo, mà nhân đạo không tu thì đạo tiên còn xa lắm vậy. Mà hôm nay mình là cái người tu Phật đạo hoàn toàn đến cái chỗ giải thoát, mà bỏ qua nhân đạo tu được không quý vị? Đâu có được, phải không?
Cho nên cái nhà mà 3 tầng 2 tầng mà không có cái nền móng, tất nhiên cái nhà đó phải sập. Dầu anh có lại Phật, anh có tu bao nhiêu năm, anh có nghiên cứu kinh sách gì đi chăng nữa mà thiếu đạo hiếu là đường tu của anh nó sẽ bị sụp đổ. Dầu hai cái đầu gối anh lại Phật có chai, dầu ai ngồi niệm Phật có chai cái bàn đích, có chai đầu gối, nhưng mà không thành công đắc quả là do anh đã bỏ một cái nấc thang đầu tiên anh không đi, thì cái lâu đài tiên Phật của anh nó sẽ bị sụp đổ. Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh, dục đắc đạo đồng chư Phật, tiên tu hiếu dưỡng nhị thân. Hạnh hiếu là hạnh Phật, mà tâm hiếu cũng là tâm Phật. Mà muốn đắc đạo ngang hàng như Phật thì chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ. Vậy thì cái hiếu dưỡng cha mẹ Đức Thầy đặt để ở đây là nó rất là cao, nó rất là sâu. Nhưng sở dĩ chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ đó là bình bình thường thường, hằng ngày đó lo đi cúng, hằng ngày lo đi tuần, hằng ngày lo này nọ, tay bắt mặt mừng, và cha mẹ mình ở nhà buồn lắm quý vị ơi. Mình tu làm sao thể hiện cái đạo hiếu ở nhà, phải không? Đó, cư tất chí kỳ kính, dưỡng tất chí kỳ lạc, bệnh tất chí kỳ ưu, tăng tất chí kỳ ai, tế tất chí kỳ nghiêm, mà cố bất ái kỳ thân, như ái tha nhân giả, dị chi bội đức. Tức là ở với cha mẹ thì hết lòng thương yêu, hết lòng lo lắng, phải chăm sóc cho cha mẹ, phải không? Cha mẹ bệnh hoạn thì phải hết lòng buồn tủi, mà lúc cha mẹ qua đời thì cúng tế hết sức trang nghiêm, đó là thể hiện lên cái đạo hiếu. Mà cái đạo hiếu con người muốn đền cho nó vẹn toàn, chỉ có con đường là phát tâm tu theo đạo. Cho nên khi mà ông Mục Kiền Liên trình bày với Phật rồi đó, là thiết cứu mẹ mình không được, ông Mục Kiền Liên buồn khóc, đệ tử sợ lắm quý vị ơi. Nói bạch Đức Thế Tôn, làm sao mà chúng con trả hiếu được? Nếu mà trả hiếu không được, làm sao chúng con thành đạo giải thoát? Đức Phật nói chỉ có một con đường đó là gì? Là tu để cứu vớt cha mẹ, phải không? Thầy nói đạo vô vi của Phật ân cần nói theo Chí Thích Ca ngày trước. Cho nên đi giờ Đức Thầy đã đeo noi theo cái gương của đức hạnh của Đức Thích Ca, và chỉ chúng ta ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốt mê đồ, đến cảnh tiên ngõ đáp ơn dày công sát tạo, cho ta hình giống học cơ quyền. Chỉ có cái người tu mới đắc đạo, mới giảng sanh, mới đưa cha mẹ. Mà tôi nói quý vị nghe đó, tu theo giáo lý Đức Thầy rất thực tế, rất thực tế. Mình tu ở đây chứ mình đưa cha mẹ về cực lạc hết trơn rồi. Tại sao vậy? Vì cái người tu có công, có đức, có phước thì cầu đâu đạt đó quý vị. Tức là chúng ta có nhân thì nó sẽ có quả. Chúng ta có tiền, có của, chúng ta sẵn sàng làm phước cho người khác. Chúng ta có công đức vô lượng vô biên, hồi hướng cho cha mẹ là cái dễ nhất, phải không? Cho nên thầy giải nè, Nam Mô Nhị Nguyện cầu cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Cái câu nguyện thứ hai này mình cầu cho ông bà ba bảy đời chín kiếp này được siêu sanh về cõi Phật. Mà Nam Mô Tam Nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Phụ là cha, mẫu là mẹ, tại đường tức là đang sống tại nhà, tăng long phước thọ là cái tuổi nó được thêm, cái thọ nó được thêm mà được an vui, được hạnh phúc. Mà phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp qua bên cõi Tây Phương hết trơn rồi. Tại sao vậy? Vì ông Mục Kiền Liên tụng có bộ kinh Mộc Hà Du Lan Bồn, mà cha mẹ được sanh về cõi trời, tín đồ hòa hảo, Phật giáo hòa hảo, cúng một đêm bằng tụng 7 bộ kinh, một ngày 2 thời 3 thời, 1 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, có phải là cha mẹ mình đưa qua Tây Phương hết không quý vị? Đưa hết trơn rồi. Cho nên qua bển rồi, bên đây mình bỏ xác mình về bển sau. Nhưng mà quan trọng nhất tu tập mình nhìn thấy cái đường tu mình như thế nào. Tu mà kiểu tào lao bát giác, hở giận, hở hờn, hở mê, ham tiền, ham của, ham danh, ham lợi, nói sao tôi cầu nguyện hoài mà huệ nó không phát phát quạo, mà cha mẹ tôi không có phước mà nó khổ hoài. Tại sao vậy? Vì mình đâu có phước có đức đâu mà hồi hướng, phải không? Cho nên chính vì vậy đó mà mình thất bại trên đường tu của mình, không cứu được cha mẹ đọa khổ, mà bản thân mình cũng phải đọa khổ. Cho nên thầy dạy mình phải đắc tu, phải không? Tu làm sao đó? Tu phải chân chánh, phải hiền lương, phải đức hạnh, phải ăn chay, phải cúng lại, phải niệm Phật, phải làm lành, phải tạo phước, phải giữ giới trang nghiêm. Để chi? Để mình có một cái nội lực, có một cái công đức, có một cái phước báo, trở thành người con của Phật tại thế gian. Thì chúng ta muốn cầu, muốn khẩn cái gì cũng được hết trơn, phải không? Nam Mô Nhất Nguyện cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa Hải Hội, Thượng Phật Từ Bi, Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nếu đi vào chánh niệm là cầu cả thế giới bình an. Còn nếu mà không đi vào chánh niệm, không phước không đức, nguyện nguyện gì cũng như lại tủ lại bàn lại ghế, phải không? Chúng ta nên nhớ cái điều này. Làm sao chúng ta phải tu tập, chúng ta phải có đức trước, chúng ta phải hiền lương đức hạnh, thì tất cả muôn loài vạn vật vô hình hữu hình chúng ta đều độ được hết trơn, phải không? Cho nên thầy nói nè, ngày nào đắc được lục thông giới hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu, phải không? Đó.
Cho nên chúng ta ráng tu làm sao mà mình đắc đạo. Hằng ngày mình cầu nguyện, mà cầu nguyện xong là tứ ân đã trả, chẳng còn tội căn. Mà mình dứt được cái ân nợ, cái nghiệp nợ xong rồi, thì đó là cái con đường đắc đạo vãng sanh nó dễ lắm quý vị ơi. Mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, dường linh đơm quải mới là, có chi cúng nấy vậy mà dân ơi. Phải không? Hay là hiếu trung lòng chớ vội quên, sống lo trọn đạo, thác lên tiên đài. Hay là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được, đứng ngồi tò xét. Nợ thế tới nợ đời, mà nợ đời trong đó đó nó có ân nợ và nghiệp đỡ, mà sát sanh hại mạng thì chúng ta bây giờ ăn chay cầu nguyện từ từ nó hết. Mà cái nợ đời, mà cái nợ ân nợ đó là ân tổ tiên cha mẹ sanh ra, cái ân đất nước là sống nhờ đất nước quê hương, rồi hiểu được sai trái tội phước là nhờ ơn tam bảo thầy phổ quá nặng ngàn cân, rồi cái ơn đồng bào nhân loại đó là chúng ta có vật dụng chi dụng hàng ngày, cơm ăn áo mặc nhà ở thuốc men phương tiện xe cộ sử dụng hàng ngày là nhờ cái ơn của đồng bào nhân loại. Mà cái niên kỷ càng lớn chừng nào thì sự nhờ nhói càng tuần tự chừng nấy. Cho nên bổn phận chúng ta là phải đền ơn, mà đền ơn ở đây không thể đi ra ngoài nước ngoài thế giới năm châu mà đền ơn được, mà chúng ta phải tu, phải chắp tay cầu nguyện nơi bàn thờ của mình, mười phương chư Phật nhỏ to lời lẽ chớ quên, ráng mà nguyện giấy đặng đền ơn sau. Tối nguyện trưa nguyện gì đó mà lần lần cái ơn đó đền hết, phải không? Tức là tu là đền xong cái nợ thế rồi thì sau mới được đứng ngồi tòa sen, tức là được đắc đạo vãng sanh. Và sau này khi Đức Thầy trở lại chọn lựa thì chúng ta sẽ có mặt. Có lần Đức Thầy trở về thuyết pháp tại Châu Đốc đó, Thầy nói tín đồ tôi thì đông vậy đó, nhưng mà sau này tôi chọn có hai người hà. Lúc đó ông Trịnh Công Dung muốn hết hồn rồi. Ông nói dạ thưa Thầy, trong hai người đó có con không? Thầy nói Trung Dư Hiếu là có. Vậy thì bây giờ ai có trung, ai có hiếu, ai có ngay thẳng, ai biết đền đáp tứ ân thì cái người đó sau này được dự hội. Mà Đức Thầy đã tuyển chọn trăm năm cái hội. Cái hội đầu tiên là chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đất tu hành cao công quả để ban thưởng cho sức dị sức dôi. Cái hội thứ hai là hội Rồng Mây, nào là luân lý tứ ân phải lo đền đáp sát thân mới còn, ai mà sửa đặng vuông tròn Long Dân đến hội lầu sâu giữa kề. Cái hội thứ ba là muốn xem được hội Long Đình thì dân hãy ráng sửa mình cho trơn, hay là mấy lời dặn bảo đinh ninh gắn ghi chạm dạ Long Đình được xem, phải không? Cái hội thứ tư là quyết đưa chúng về nơi non thú, tạo lư bồng ngõ hội quần tiên. Cái hội thứ năm mà Đức Thầy chọn là cõi trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu, phải không? Trung với hiếu, bây giờ có hiếu là có trung, là chắc ăn đắc đạo giảng sanh chứ không nói gì trơn. Vậy thì Thầy dạy trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia, nợ thế âu toan tròn nợ thế mà đường tu sớm lẹo liệu diệt đường tu. Vậy thì Sư Ngôn cho biết là hết giờ rồi, bây giờ muốn nói thêm cũng không được, tại vì 30-40 phút gì đó. Thôi bây giờ mình tạm dừng đây, nói ít thì đồng đạo chúng ta đã người trí nói mí là quý vị hiểu hết trơn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ chỉnh sửa chút đỉnh lại thôi, coi kỹ lại. Ai chưa hiếu thảo cha mẹ, chưa chăm sóc cha mẹ, chúng ta quay trở về với cái nguồn cội, chúng ta lo cho cha mẹ từ trong cái việc thế gian hiếu, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, bệnh hoạn, ốm đau, chăm sóc cho cha mẹ. Rồi chúng ta xuất thế gian hiếu, cố gắng hàng đêm tu tập, phước đức, sâu dày, cầu nguyện cho cha mẹ thì trọn hai lĩnh vực, tức là xuất thế gian và thế gian hiếu. Tôi nghĩ người này sau này khi Đức Thầy trở về sẽ được chọn lựa và có mặt trong năm cái hội như bổn nguyện mình đã nguyện tu, thì đến kết quả của nó là đắc đạo vãng sanh, sẽ gặp Thầy trong hội Long Hoa. Kính thưa quý vị, thì cái phần trao đổi hôm nay đến đây cũng vừa hết giờ. Thì Bảy Siêu cầu chúc cho quý vị thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành trên con đường đạo hạnh thanh cao của Phật Pháp. Chúng ta ráng thể hiện tròn cái đạo hiếu, từ nhân đạo cho đến Phật đạo, để chi? Để chúng ta xứng đáng là người con của Phật. Sau này chúng ta quá giảng hết cái cuộc đời này, chúng ta về Phật hay là Đức Thầy quay gót trở lại, chúng ta có mặt trong cái hội trung hiếu. Và cái buổi trao đổi Phật Pháp của ba anh em chúng con, nếu có công đức xin hồi hướng cửu quyền thất tổ và vong linh người quá giảng trong ngày kỷ niệm. Nam Mô A Di Đà Phật.